Chiều ngày 22 tháng 6, lực lượng trật tự đô thị các xã phường ở thành phố Vinh đồng loạt ra quân xử lý người vi phạm đi ra ngoài không có việc cần thiết trong thời gian toàn thành phố Vinh đang cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19 tháng 6. Trong những ngày qua, các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu ở thành phố Vinh đều đồng loạt đóng cửa, thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội. Tuy nhiên, cứ chiều về, tại các khu vực công cộng như công viên, hồ điều hòa, đường ven sông Lam, nhiều người dân tập trung hóng mát, đạp xe, chạy bộ. Đáng nói, một số người còn không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách theo quy định. Trong chiều ngày 22 tháng 6, tại hồ điều hòa Hưng Hòa, công an cũng cử các chốt chặn, ngăn người vào bên trong tập thể dục. Cùng lúc này, lực lượng chức năng phường Bến Thủy, thành phố Vinh đã lập biên bản xử lý hàng chục người đạp xe đạp trên đường ven sông Lam. Đề nghị công dân cũng như toàn thể nhân dân chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố và các ban ngành của phường trực tiếp là điều hành chỉ đạo cũng như là tổ chức xử lý, khuyến cáo nhân dân không có việc, không có cái nhu cầu yêu cầu thì không nên ra đường, hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trong thời điểm hiện nay. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tiếp tục có công văn hỏa tốc yêu cầu công an, lực lượng trật tự đô thị các xã phường tuần tra, kiểm tra trong nội đô, các địa điểm công cộng, những người dân ra đường ra ngoài không thực sự cần thiết.